khác với giao thông ở Việt Nam hiện nay ở các đô thị thì đang khá là quá tải, thì và thậm chí là khi mà người lái xe bị cảnh sát giao thông thổi còi thì hay dừng lại xin và có khi là dùng phương án gọi điện thoại cho người thân. Thế nhưng mà giao thông ở Mỹ thì lại khác hẳn, rất là tự động và tự giác. Và tại sao người Mỹ lại thiết lập được điều đó và người Mỹ lại tự giác trong việc lưu hành giao thông? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ở thủ đô Washington DC thì nhiều người gọi chiếc camera bắn tốc độ đặt ở trong chiếc hộp phía sau tôi đây là một chiếc máy in tiền, là một cảnh sát giao thông hoạt động mẫn cán và có hiệu suất ghi phiếu phạt cao nhất thành phố. Vì sao? Rất đơn giản là vì riêng trong năm tài khóa 2012, chiếc camera này đã thu về cho ngân sách thành phố gần 6,5 triệu đô la Mỹ và cũng là chiếc camera giao thông kiếm được nhiều tiền nhất tại DC. Chiếc camera chẳng phân biệt thân sơ, cứ quá tốc độ thì sẽ bị ghi hình. Và phiếu phạt ghi rõ mức tốc độ vượt quá kèm với số tiền phạt tương ứng sẽ được gửi tới chủ xe sau vài ngày dựa trên thông tin về biển số xe mà camera ghi được. Riêng tại thủ đô DC hiện có gần 100 chiếc camera bắn tốc độ đặt cố định hoặc di động cùng những chiếc camera tại các cột đèn đỏ. Những chiếc camera này trong năm tài khóa 2012 đã đóng góp hơn một nửa trong tổng số 180 triệu đô la tiền phạt vi phạm giao thông, tương đương với hơn 3.600 tỷ đồng Việt Nam. Khi số tiền thu được từ những chiếc camera giám sát giao thông như thế này ngày một tăng thì cũng đã xuất hiện một số ý kiến chỉ trích rằng chính quyền đang tận thu từ phía người dân. Tuy nhiên chính quyền và những người ủng hộ thì lại có những lý lẽ riêng của họ. Lý lẽ của họ được dựa trên những tính toán cụ thể. Ví dụ nếu một người đi bộ bị một chiếc xe chạy với tốc độ 30 dặm, tức là khoảng 48 km/h đâm phải thì cơ hội sống sót của người đó là 80%. Nhưng nếu tốc độ của chiếc xe tăng thêm 10 dặm thì 80% lại là nguy cơ tử vong. Vì thế cần kiểm soát tốc độ của những chiếc xe trên đường. Nhiều người cũng cho rằng nhờ tăng cường camera giao thông mà năm 2012, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông ở DC đã giảm tới 43% so với năm trước đó. Và theo một khảo sát mới đây, có tới 87% người dân được hỏi ủng hộ camera đèn đỏ và 76% ủng hộ camera bắn tốc độ. Ở Mỹ đã bị cảnh sát giao thông phạt thì đừng nghĩ tới chuyện xin xỏ hay là móc điện thoại gọi xin sự trợ giúp của người thân. Nhận phiếu phạt tự động thì lại càng không. Vấn đề là ở chỗ người dân Mỹ rất tự giác trong việc nộp phạt. Phần là vì không thể không nộp, phần thì việc nộp phạt cũng rất là thuận tiện. Ở đây tôi có một chiếc phiếu phạt và các bạn sẽ cùng xem là việc nộp phạt thuận tiện như thế nào. Hầu hết người Mỹ chọn cách nộp phạt qua trang web của Phòng Quản lý Phương tiện Thành phố. Chỉ cần một chiếc máy tính, iPad, thậm chí là một chiếc điện thoại di động, nhập số xe hoặc số phiếu phạt, sau đó thanh toán bằng thẻ. Chưa đầy một phút, mọi việc đã xong. Vậy nếu không nộp phạt thì sao? Nếu bạn chây ì, tiền phạt sẽ nhân đôi sau mỗi tháng. Còn nữa, ở Mỹ xe phải đăng ký lại sau 1 đến 3 năm, nên nếu không nộp phạt, bạn sẽ không thể đăng ký lại và chiếc xe sẽ không lưu hành được. Và cũng nên nhớ tất cả thông tin về sự chây ì sẽ được đưa vào hệ thống đánh giá tín nhiệm cá nhân của bạn. Khi đã có tiền án chây ì nộp phạt thì tín nhiệm cá nhân sẽ giảm. Như thế bạn sẽ khó, thậm chí không có cơ hội vay tiền mua xe, mua nhà, thậm chí thuê nhà cũng chẳng được. Ở đấy các bạn có thể thấy việc nộp phạt rất thuận tiện, tuy nhiên chẳng ai muốn móc túi để mua lấy sự thuận tiện này cả. Ở Mỹ thì người ta đang áp dụng triệt để nguyên tắc cứ đánh vào túi tiền thì bạn sẽ tự giác hơn trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Và bố tôi muốn nói với các bạn rằng là một khi đã bị phạt thì phải nộp phạt, trừ khi bạn ra khỏi nước Mỹ và không bao giờ quay trở lại nữa. Trường Sơn, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú tại Hoa Kỳ.